Giây phút hai cha con cứu bé trai bị ném xuống sông. Mới đây, vụ việc một bé trai bị tình nhân của mẹ ném xuống sông đang gây phẫn nộ trong dư luận. Hai ân nhân cứu bé là anh Bùi Hữu Thành, 39 tuổi, cùng cha là ông Bùi Ngọc Thọ, 63 tuổi. Được biết, khi hai cha con anh Thành chạy ghe từ Kiên Giang về Cần Thơ thì phát hiện một bé trai chơi với dưới nước và đang chìm dần. Lúc này, ghe tới gần khu mép cầu Tôn Đức Thắng. Không quản nguy hiểm, anh Thành lao mình xuống dòng nước để cứu bé. Kể lại giây phút sinh tử ấy, anh Thành cho biết. Thì đó rồi, chuyện hô lên thì em mới nhảy xuống, lội qua vớt lên. Chắc cũng khoảng tầm 10 mét à. Tới thì nó cũng vừa chìm rồi, em cũng vừa qua hốt chụp nó được á. Vừa mình lội qua gần tới thì cũng vừa tới, nó cũng vừa chìm vậy đó. Qua mình hốt trúng cái tay nữa. Nó chìm xuống rồi, chắc là nó gặp rồi, nó chìm rồi mình vớt. Mình thấy vậy mình mới đưa nó lên. Nó lên thì nó mới khịch được một cái rồi nó mới la là đừng bỏ con đó, thì xong rồi thì nó nín luôn đó. Từ đó tới thủ lý hồ sơ xong rồi em về luôn, là hỏi nó cũng không nói chuyện. Nói chung là khi mà đem lên ghe rồi là ở dưới em bò lên được là nó chỉ đu em, nó không cho đi. Cái ghe ghé vô để vô bờ để mà mình buộc dây để đem nó lên bờ đó, nó không cho mình đi. Nó nói con đứng đây với ông đi rồi chú ra buộc dây ghe đem con bờ. Nín là bình tĩnh lại nhưng mà nó cũng thấy nó cũng run sợ vậy lắm. Cho nên lần em nói chuyện cái tiếng luôn á, bởi vì mình siết mình cái... Em nói thẳng nha, trường hợp mình lội bình thường, cái trường hợp đó thì nó quá bình thường đối với mình cái sông đó. Nhưng mà khi mình cũng người á, mình lội trong cái trường hợp mình lội vậy đó, đúng cái mắt á, nó mệt kỳ lắm. Mà nó chuyển ra hơi. Lúc mà ôm nó mùa lệch đó, lúc đó cũng suy nghĩ hơi sợ, nhưng cũng gán chứ. Nói chung thì mình chỉ cảm thấy mình cứu được nó thì mình vui thôi, chứ còn chuyện mình sợ mình thấy mình cứu không được, mình mới cảm thấy mình nể nái.